khi mà có gì sai cái nhảy nhảy đùng 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 lên, trời mẹ ơi, có rồi, nó vui lắm. Cái đến một giai đoạn mà gọi là khủng hoảng kinh tế thì lúc đó mình cái đầu mình á tự nhiên á không có muốn đi nữa, nên tôi không có muốn đi. Chúc mừng gia đình chị Loan nha, hôm nay là đã có kết quả thành công của chương trình EB5. Và như vậy là chị làm hồ sơ từ năm 2019 đến nay là cũng 4 năm rồi. Và cái công sức chờ đợi đã không bị uổng phí. Chúc mừng chị. Hôm nay thì mình cũng nhận tin vui là mình cũng đã nhận được cái EB5 đó. Cũng là nhờ được công ty Khai Phú hỗ trợ cho mình rất nhiều trong cái thời gian qua. Hôm nay mình có một cái cuộc hành trình về cái định cư EB5 của mình. Trong cái thời gian quá trình làm việc từ hồ sơ cho đến lúc đi. Lúc mà mình làm hồ sơ là có khó khăn gì không? Quá trình là làm việc á, thì ok, hồ sơ giấy tờ OT hết thì mình cũng làm một cái business bình thường thôi. Nhưng mà doanh thu thì vẫn tạm ổn trong cái cuộc sống. Có là sao mình nói vậy? Thì biện minh đó mình làm như những công ty nào thì mình phải báo cáo cho bạn biết, thì bạn mới ghi nhận là cái sự thật lại thì mình mới đúng. Thì bên Mỹ lúc của mình phỏng vấn á, Mỹ nó cũng ỏi y chang vậy luôn. Đến một giai đoạn mà gọi là khủng hoảng kinh tế thì lúc đó mình cái đầu mình á tự nhiên á không có muốn đi nữa. Nên tôi không có muốn đi. Trời, lúc đó tôi gọi điện thoại đến Khai Phú là thôi tôi không có đi. Rồi tôi nói không đi với mấy đứa nó thôi. Chị đi đi. Lúc đó thì anh Vinh gọi điện thoại đến, anh Vinh nói thôi em đi đi để quyết định lại cuộc đời, qua bển là đổi. Cái lúc đó mình nghe lại cái nguyên một đêm luôn, mình suy nghĩ thôi kệ nó, kỳ này quyết định lại. 21 tháng 6 mình nhớ hoài luôn. Lúc đó là có thời gian để phỏng vấn đi, nhưng mà tự nhiên cái bụng cái dịch đến, thế là không có được đi. Và phỏng vấn tháng 5 2023 mình đi phỏng vấn. Nói chung là mình rất sợ nha. Sau khi mà mình đi cái này mình cảm nhận được đó, hả, rất là nhiều điều hay. Thì thứ nhất là hồ sơ nó đã khó khăn nhưng mình đã vượt qua rồi. Đi từ 6 giờ sáng nhưng mà cái do cái lượng cái hồ sơ quá đông á, nó phải qua ba cung cửa dọc, ngoài cái cung dọc đi thứ nhất và đến cung cửa dọc thứ hai đến thứ ba. Trời ơi, số bốc đến 2023 cũng ráng đợi. Đợi đến 11 giờ cái gặp cái cô đó. Tại sao mà dở hồ sơ ra? Lần đầu tiên phỏng vấn về thẩm tra hồ sơ thì chỉ nói là ủa tại sao bạn không đi ngày 21 hay sao? Ủa em nhớ lúc đó là dịch mà chị. Nó nói à đúng rồi, cái bà quên, cái bà bỏ qua. Đến 11:40 bắt đầu phỏng vấn, mà phỏng vấn sao mà đến 12 giờ 20 cỡ có thể khoảng thời gian đó đó, cũng hỏi mình là chị đầu tư về cái gì. Tôi nói à tôi đầu tư về cái dạng là EB5. EB5 nhưng mà EB5 là chị trung tâm ở vùng nào thì mình cũng trả lời là related New York City gì đó. Cái bắt đầu họ phỏng vấn cái khác mới đây, họ hỏi nó ủa tiền đâu bạn đi. Tôi nói à tiền đó là lợi nhuận từ công ty của tôi. Thì ảnh mới nói là anh là lãnh sự bên Mỹ, nói là ủa vậy tổng doanh thu một năm của bạn là bao nhiêu. Thì lúc đó mình mới phân tích ra tổng doanh thu một năm là luôn có một tháng, là luôn cả tiền lời, thì đóng tất cả các chi phí này nọ hết là số lãi lại còn bao nhiêu. Ông nói ok khớp, ok được. Rồi xong ông nói hiện giờ công ty bạn còn ở quận 10 không? Tôi nói còn, anh cứ việc lên sệt đi chứ không có vội được. Thì mình cũng nôn nóng mà. Okay. Giờ tự gì cho mấy bé là đi học thì mình cũng check in qua với Khai Phú với mấy bé ở đây để cho con mình nó đi học. Thì cũng đang buồn buồn cái ngồi check lên cái 12 giờ mấy gần 1 giờ. Có bắt đầu nhảy tưng lên bạn. Trời cái cảm giác mình nó khoái lắm. Nhưng mà coi như là thành công rồi. Coi như là rất, nói chung là tóm lại rất cũng rất là cảm ơn là anh Vinh ở đây đã hỗ trợ. Nói chung là nhất là tinh thần á, cái tinh thần của người đi rất là quan trọng. Thì rất là cảm ơn mọi người, rất là Khai Phú nè. Cái Khai Phú đã làm cho mình là rất là ok từ dịch vụ cho đến lúc mà cho chuyến đi luôn á. Rất cảm ơn nhiều. Dạ. Cũng xin thay mặt công ty cảm ơn chị Loan và gia đình đã tin tưởng công ty nhiều năm qua và cũng như tham gia cái chương trình Unify này. Dạ.